Quang Huy và Đức Phát. Xin được chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình tường thuật cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 27 năm 2015, non sông liền một giải. Và ở trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một chặng đua rất đặc biệt ở trong lộ trình của cúp truyền hình năm 2015 này, đó là chặng đua đồng đội tính giờ vòng quanh khu vực đường Trần Phú tại thành phố Nha Trang. Cự ly thi đấu ở chặng đua này là 48 km và có 3 vòng đua trên đại lộ Trần Phú. Bên cạnh vịnh biển Nha Trang là một trong 20 vịnh biển đẹp nhất trên thế giới. Và ở chặng đua này sẽ là một cơ hội hết sức quan trọng đối với các đội đua mạnh như VOS Thành phố Hồ Chí Minh, Hạt Ngọc Trời An Giang hay ADC Truyền hình Vĩnh Long có thể khẳng định sức mạnh của mình. Và chúng ta hãy chờ xem là sau khi kết thúc chặng đua ngày hôm nay thì có những sự xáo trộn như thế nào ở trên bảng tổng sắp cả về cá nhân lẫn đồng đội hay không nhé. Xin được cảm ơn Tô Hoa Sen là nhà tài trợ chính và Trà Thảo Mộc Đốc Tô Thanh là nhãn hàng tài trợ đã cùng đồng hành với chúng tôi trong chương trình này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những diễn biến ở trong chặng đua ngày hôm nay. Là một hoạt động thường xuyên ở trong cuộc đua cúp truyền hình năm nay. Ban tổ chức cuộc đua phối hợp cùng với nhà tài trợ Tùng Hoa Sen luôn có những phần quà là những chiếc xe đạp dành tặng cho các em học sinh nghèo hiếu học tại mỗi nơi mà đoàn đua đi qua. Trên màn hình đây là các vận động viên đã đạt thành tích tốt nhất ở trong chặng đua từ Tuy Hòa về Nha Trang, và đây là các đội đua đã đạt được thành tích tốt nhất. Đội đua đã giành chiến thắng ở trong chặng từ Tuy Hòa về Nha Trang là Nguyễn Lưu Thanh Nhân của Magnasium Thành phố Hồ Chí Minh. Chiếc áo đỏ đang tạm thời do vận động viên Nguyễn Tấn Hoài của Dược Domestic Đồng Tháp nắm giữ với 13 điểm. Sau 13 chặng đua thì tay đua Lê Văn Duẩn của VUS Thành phố Hồ Chí Minh đang là người dẫn đầu ở trên bảng xếp hạng áo xanh với 77 điểm. Và người đang tạm giữ áo vàng sau 13 chặng đua là Nguyễn Minh Việt của BTV Bình Dương. Trên màn hình đây là thứ tự xuất phát ở trong chặng đua thứ 14 này. Xuất phát đầu tiên sẽ là BTV Bình Dương và đội xuất phát cuối cùng đó là Hạt Ngọc Trời An Giang. Mỗi đội sẽ xuất phát cách nhau 1 phút. Đây là các tay đua của đội BTV Bình Dương. Họ đang chuẩn bị để xuất phát. Và xin nhắc lại, BTV Bình Dương là đội xuất phát đầu tiên ở trong chặng đua này. Trọng tài đã cho các tay đua của BTV Bình Dương xuất phát thi đấu vòng đầu tiên của chặng đua ngày hôm nay với tất cả là 3 vòng. Xuất phát ở vị trí thứ hai là các tay đua của đội Bến Tre. Bây giờ thì Bến Tre cũng đã xuất phát.
và xuất phát ở vị trí thứ 3 là các tay đua của đội Thanh Sơn Hóa Nông. Ekip Dogalic Đồng Tháp sẽ là đội xuất phát ở vị trí thứ 5. Đua xuất phát ở vị trí thứ 6 đó là các tay đua đến từ đội Đống Đa Hà Nội. Manasium Thành phố Hồ Chí Minh là đội đua xuất phát ở vị trí thứ 7. Và đội Manasium Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã nhận được lệnh xuất phát từ các trọng tài. Theo thứ tự thì đội xuất phát ở vị trí thứ 8 là ekip VTV Cần Thơ. Phát ở vị trí tiếp theo sau đội VTV Cần Thơ là một đội đua rất mạnh ở nội dung đồng đội thức giờ này, đó là đội ADC Truyền hình Vĩnh Long. Các thầy đua của ADC Truyền hình Vĩnh Long đã xuất phát. Bây giờ là lượt xuất phát của VUS Thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ là lượt xuất phát của đội Dược Domex Cần Thơ. Tiếp theo là lượt xuất phát của ekip quân khu 7. Và bây giờ là lượt xuất phát của đội cuối cùng ở trong ngày hôm nay, đội Hạt Ngọc Trời An Giang. Như vậy là cả 12 đội đua đều đã xuất phát. Chặng đua đồng đội tức giờ tại Nha Trang này diễn ra với 3 vòng đua, mỗi vòng dài 16 km, và tổng lộ trình ở trong ngày hôm nay sẽ là 48 km. Lúc này thì các tay đua của BTV Bình Dương đã thi đấu xong 8 km đầu tiên và họ đã quay đầu trở lại để thi đấu tiếp 8 km còn lại của vòng đua đầu tiên. Trên màn chúng ta đây là các tay đua của Dược Domex Cần Thơ Đồng Tháp. Còn đây là các tay đua của ekip quân khu 7. Lúc này thì ekip Bến Tre cũng đã bắt đầu quay vòng. Có thể nhận thấy các đội đua đều đang duy trì được tốc độ rất cao. Đây là lần quay vòng của đội Thanh Sơn Hóa Nông.
cho màn hình đây là các tay đua của đội quân của 7. Chúng ta thấy đội quân của 7 đang duy trì được một tốc độ rất tốt để đuổi theo các ekip ở phía trước. Còn đây là đội Magnesium thành phố Hồ Chí Minh. VTV Cần Thơ cũng đã tiến đến điểm quay vòng. Lúc này trong đội hình của VTV Cần Thơ chỉ còn lại 6 tay đua. Ngay sau lưng VTV Cần Thơ là các tay đua của VUS Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta thấy trên màn hình đó là hai tay đua của ekip ADC Truyền hình Vĩnh Long đã bị tụt lại phía sau. Còn đây là các tay đua của ekip Dược Domestic Đồng Tháp. Ngày hôm nay đã có rất đông khán giả tại thành phố Nha Trang, trong đó có rất đông những du khách người nước ngoài đã có mặt tại khu vực đường Trần Phú này để theo dõi và cổ vũ cho các tay đua thi đấu. Lúc này thì các tay đua đang chuẩn bị kết thúc vòng đầu tiên. Chúng ta hãy xem đội nào sẽ hoàn tất vòng đua thứ nhất này trước tiên. Theo thứ tự xuất phát thì BTV Bình Dương là đội xuất phát ở vị trí số 1. Và ở trên màn hình của chúng ta, đây cũng là các tay đua của BTV Bình Dương. Như vậy là BTV Bình Dương đã hoàn tất xong vòng đầu tiên của mình. Bây giờ chúng ta đến với điểm kết thúc ở vòng đua thứ hai. Và đây là các tay đua của ADC Truyền hình Vĩnh Long. Họ đã hoàn tất vòng đua thứ hai. Và lúc này trong đội hình của họ chỉ còn lại 4 tay đua mà thôi. Đã có đến 3 tay đua bị tụt lại phía sau. Nhưng đây là 4 tay đua mạnh nhất của ADC Truyền hình Vĩnh Long. Ngay sau khi ADC Truyền hình Vĩnh Long kết thúc vòng đua thứ hai thì các tay đua của ekip VUS Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang chuẩn bị hoàn tất vòng đua thứ hai này. VUS Thành phố Hồ Chí Minh đang thi đấu rất tốt khi họ vẫn còn đủ cả 7 tay đua ở trong đội hình. Rõ ràng là các tay đua của Thành phố Hồ Chí Minh đã có sự chuẩn bị vô cùng chu đáo cho trận đua đồng đội tính giờ này. Nội dung mà hiện nay các tay đua của Thành phố Hồ Chí Minh có thể được xem là những tay đua có khả năng chuyên môn tốt nhất ở trong làng xe đạp Việt Nam. Trên màn hình của chúng ta đây là các tay đua của ekip VUS Thành phố Hồ Chí Minh. Họ vẫn đang duy trì được cả 7 tay đua và thi đấu với tốc độ rất cao. Có thể nhận thấy đội VUS Thành phố Hồ Chí Minh đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng cả về việc cho các vận động viên được tập luyện đến việc trang bị xe chuyên dụng cho các tay đua của mình. Những chiếc xe chuyên dụng như thế này sẽ hỗ trợ rất nhiều cho các tay đua ở trong một trong những nội dung có thể xem là khó khăn nhất ở trong bộ môn xe đạp. Tốc độ của các vận động viên ở trong những vòng đua vừa qua luôn được duy trì ở mức trên 45 km/h. Thậm chí ở vòng đua đầu tiên thì ADC Truyền hình Vĩnh Long
đã thực hiện xong 16 km với tốc độ lên đến gần 50 km/h, tốc độ hơn 49 km/h. Đó là một tốc độ phải nói là rất ấn tượng. Lúc này thì các tay đua của VOS Thành phố Hồ Chí Minh đã xoay vòng để chuẩn bị thực hiện 8 km cuối cùng ở trong lộ trình đua ngày hôm nay. Chúng ta về khu vực đích đến để xem các tay đua sẽ thực hiện nước rút cuối cùng như thế nào. Đây là các tay đua của ekip BTV Bình Dương, họ đã hoàn tất xong 3 vòng đua trước tiên. BTV Bình Dương là đội xuất phát ở vị trí thứ nhất và họ cũng là đội đầu tiên hoàn tất 3 vòng đua của mình. Ngay sau đó là các tay đua của ADC Truyền hình Vĩnh Long. Và bây giờ thì các tay đua của VOS Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã về đích, sát ngay phía sau các tay đua của ADC Truyền hình Vĩnh Long. Và VOS Thành phố Hồ Chí Minh đã là đội có thành tích tốt nhất ở trong trận đua này với thời gian là 59 phút 40 giây. Trước tiên em xin cảm ơn ban lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cũng như Sở Dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban Nhân dân thành phố và các anh ban huấn luyện đã đầu tư và củng cố lại tinh thần đồng đội của tụi em và đầu tư một dàn xe có nhân tính giờ rất tốt cho toàn đội để tập trung cho cự ly sở trường cũng là cự ly tốt nhất của Thành phố Hồ Chí Minh đến hiện nay. Vậy thì lúc này cảm xúc của các bạn là gì? Em rất vui. Không có gì vui hơn khi đội giành chiến thắng. Em rất là mừng ạ. Bản thân của em ngày hôm nay nỗ lực rất là nhiều để giúp các anh em trong đội. Và cũng với thành tích này thì Nguyễn Trường Tài của VOS Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đoạt được áo vàng từ tay của Nguyễn Minh Việt. Vậy thì Tài có thể cho biết cảm xúc của mình lúc này không? Cảm xúc lúc này là có thể rất là vui, không biết nói gì hơn. Nói chung là rất là vui. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần trao giải thưởng cho các đội đạt thành tích tốt nhất ở trong chặng đua thứ 14, chặng đua đồng đội tính giờ vòng quanh đường Trần Phú tại thành phố Nha Trang. Ở vị trí thứ 3 đó là các tay đua của Hạt Ngọc Trời An Giang, đội có thành tích tốt thứ nhì với thời gian là 1 giờ và 28 giây, là các tay đua của ADC Truyền hình Vĩnh Long và đội đoạt thành tích tốt nhất ở trong chặng đua này, VOS Thành phố Hồ Chí Minh với thời gian là 59 phút 40 giây. Với thời gian rất ấn tượng của tập thể đội VOS Thành phố Hồ Chí Minh thì sau chặng đua thứ 14 này, trên bảng tổng sắp cá nhân, tay đua Nguyễn Trường Tài của VOS Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã vươn lên vị trí dẫn đầu và anh sẽ là người mặc chiếc áo vàng ở trong chặng đua tiếp theo, chặng đua từ thành phố Nha Trang về thành phố Phan Rang Tháp Chàm của tỉnh Ninh Thuận. Chúc mừng cho thành tích của đội VOS Thành phố Hồ Chí Minh và cá nhân tay đua Nguyễn Trường Tài. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã vừa theo dõi xong những diễn biến vô cùng hấp dẫn ở trong chặng đua ngày hôm nay, chặng đua đồng đội tính giờ vòng quanh trục đường Trần Phú tại thành phố biển Nha Trang. Và ở trong chặng đua này thì ekip VOS Thành phố Hồ Chí Minh đã là đội đua đạt thành tích xuất sắc nhất. Chúng ta cũng có thể thấy chiến thuật của các đội, sự phối hợp để duy trì tốc độ cao gần 50 km/h trong suốt gần 1 tiếng đồng hồ. Một lần nữa xin chúc mừng ekip VOS Thành phố Hồ Chí Minh và đặc biệt là chúc mừng tay đua Nguyễn Trường Tài, người đã xuất sắc giành chiếc áo vàng sau 14 chặng và sẽ là người mặc áo vàng thi đấu ở chặng đua tiếp theo, chặng đua thứ 15 từ Nha Trang đi Phan Rang. Và điều quan trọng nhất ở trong chặng đua ngày hôm nay đó là chúng ta có thể nhận thấy không chỉ những ekip mạnh như VOS Thành phố Hồ Chí Minh hay ADC Truyền hình Vĩnh Long mà
tất cả mọi đội đua ở trong cuộc đua năm nay đều đã có sự chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng cho chặng đua mang tính chất rất quyết định này. Tất cả các đội đua đều đạt được những thành tích tốt nhất. Và đến đây thì chúng tôi sẽ được nói lời cảm ơn Tôm Hoa Sen là nhà tài trợ chính. Nhãn hàng Trà Thảo Mộc Đất Đá Xanh là nhãn hàng tài trợ đã cùng đồng hành với chúng tôi ở trong chương trình này. Còn chương trình tường thuật ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Xin được thân ái chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại.